Lại là em Huấn Phạm đây, tiếp tục chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm máy phát điện thông minh. Thì hôm nay em Huấn xin trân trọng giới thiệu anh chị cái bộ 3 sản phẩm máy phát điện dòng của Nhật, thương hiệu Taizo, thương hiệu Denjo và thương hiệu Shinewa. Đây là một trong 3 cái mẫu sản phẩm mà cực kỳ là chất lượng. Đấy, và bên em thì chuyên phân phối các dòng máy phát điện chất lượng và độ mới là hàng đầu hiện nay. Đấy thì anh chị các bạn quan sát nhá. Máy cực kỳ là mới luôn. Như cái con Taizo này thì đồng hồ điện tử anh chị em các bạn nhá, rất là mới, máy mới chạy được có 5 giờ anh chị em nhá. Mới cứng luôn. Đó, và cực kỳ là nhảy nổ luôn. Anh chị em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ này. Đấy. Bên em bán thì cũng công khai giá trực tiếp luôn cho các anh các chị nhá. Đấy, đầu tiên là cái con đây. Con Shinewa này. Con này thì bên em bán với giá là 8 triệu anh chị em nhá. Đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, tiếp theo là con Denjo. Con này là 7 triệu rưỡi này. Mã 17 này. Còn con này là con Taizo này, con này mã 18 này. 7 triệu này. Đấy, anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ này. Đấy, tiếp theo là con Shinewa này, con này màu đỏ này. Đấy, hàng rất là đẹp chất luôn anh chị em các bạn nhé. Đấy. Đấy thì anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ nhé. Đây em sẽ giật nổ con đấy này cho các bạn xem này, con Taizo này. Con này máy cực kỳ là chất luôn, mới chạy có 5 giờ. Đấy, gại nhẹ cái nổ luôn. Thả gió. Rồi, dây cứ để thôi. Để lắm. Đấy. Máy chạy rất là êm luôn anh em các bạn nhé. Đây. Xét tải cho các bác luôn này. Rồi cho máy mới chạy 5 giờ này. Đấy các bác thấy không? Đồng hồ điện tử nhá, hiện thì máy mới chạy có 5 giờ nhá. Máy móc các thứ còn sáng choang luôn, chạy êm như ru luôn. Đây, tay chạm vào máy mà gần như không nghe thấy tiếng này. Đó, rồi em sẽ test đây, điện 220 các bác nhá. Rồi, test cho bác cái ấm nước này. Đấy, máy có tải đấy. Đây, chạy thêm con này nữa là đang là quá tải này. 2.500 nhá. Con này với này, con này vào là 2.500 này. Mà máy là có 2.300 này. Đấy. Mà tải lên vẫn như không luôn. Máy cực kỳ êm ru luôn này. Đây, đồng hồ kim xăng này. Sáng choang luôn. Máy mới chạy có 5 giờ này. Mã 18, 7 triệu này. Đấy. Gần như là có tải và không tải không khác nhau là mấy anh em các bạn nhá. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đấy, tiếp theo là đến cái con Denjo này. Con Denjo 2006 này. Shinewa 2006 này. Đó. Các bác muốn xanh, đỏ, tím, vàng có hết luôn để phục vụ các bác này. Đấy, đây. Nước reo luôn, sôi luôn các bác này. Đấy, các bác nghe nước này. Sôi ngục luôn. Anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn nhá. Đấy, báo giá trực tiếp cho bác luôn nhá.